sao ăn mít không nên bỏ hạt. Hạt mít giàu chất sắt giúp hệ tim mạch khỏe mạnh, ngăn ngừa thiếu máu và cải thiện sức khỏe tình dục. Mít là trái cây không chỉ hấp dẫn người ăn bởi hương vị ngon ngọt mà còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thông thường khi ăn mít, chúng ta thường bỏ sơ và hạt, chỉ lấy phần thịt và ngóng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt mít cũng có nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và làm đẹp da như nhiều loại hạt và củ khác. Bạn có thể dùng hạt mít để luộc, nướng hoặc rang lên ăn cùng với cơm. Hạt mít còn là phương thuốc truyền thống được nhiều nước châu Á sử dụng. Sau đây là những lợi ích tuyệt vời từ hạt mít mà bạn không nên bỏ qua. Ngăn ngừa bệnh táo bón. Hạt mít có chứa chất xơ không hòa tan. Đây là chất xơ có tác dụng duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giải độc ruột. Khi ruột tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cho tóc và da trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, hạt mít còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, bảo vệ cho trái tim khỏe mạnh hơn. Bổ sung sắt cho cơ thể. Ít ai biết rằng hạt mít là nguồn chất sắt tuyệt vời. Sắt là một thành phần của hemoglobin. Đây là chất giúp hỗ trợ quá trình oxy hóa của cơ thể, giúp tái sinh các tế bào máu đỏ. Khi sử dụng những thực phẩm giàu sắt sẽ giúp bạn giảm nguy cơ thiếu máu và những bệnh rối loạn máu khác. Đồng thời, sắt cũng thúc đẩy quá trình lưu thông máu trong khi vẫn giữ cho trái tim và bộ não luôn khỏe mạnh. Làm săn chắc cơ bắp. Nếu bạn muốn sở hữu cơ bắp luôn khỏe mạnh và săn chắc, hạt mít là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Trong hạt mít chứa hàm lượng protein cao. Theo các chuyên gia y tế, protein thực vật có lợi hơn nhiều so với sử dụng đạm động vật. Trong khi đó, các protein có trong hạt mít không chứa cholesterol nên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dùng. Giảm bớt căng thẳng và nhiễm trùng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt mít sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị nhiễm trùng, mắc các bệnh do virus và vi khuẩn gây nên. Nguyên do là hạt mít có đặc tính kháng khuẩn và kháng virus. Bên cạnh đó, hạt mít còn có thể ngăn ngừa mụn và cung cấp độ ẩm tuyệt vời cho da. Không chỉ vậy, nó còn chứa một loạt các vi chất dinh dưỡng, giàu protein làm giảm bớt căng thẳng và hạn chế các bệnh về da. Tốt cho đôi mắt. Hạt mít giàu vitamin A có tác dụng duy trì một đôi mắt sáng khỏe. Không chỉ vậy, vitamin A cũng ngăn chặn các bệnh về mắt như bệnh mù trong đêm. Ngoài ra, vitamin này cũng giúp tóc trở nên khỏe hơn, giảm thiểu tình trạng tóc khô gãy rụng, nâng cao sức khỏe tình dục. Trên thực tế, tại châu Á, hạt mít được coi là một loại thuốc có khả năng kích thích khoái cảm trong tình dục, giúp bạn thăng hoa hơn trong tình cảm. Hạt mít giàu chất sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng có thể cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục. Món ăn nhẹ khỏe mạnh. Hạt mít là loại hạt chứa chất béo và ít calo. Chúng có chứa carbohydrate không béo tốt cho sức khỏe. Khi nào bạn thấy đói, nên sử dụng một ít hạt mít thay vì các loại hạnh nhân thông thường khác, bởi vì hạt mít chứa chất béo ít hơn hạt hạnh nhân rang.